Xin chào các bạn, đồng hồ Skelton là một trong những dòng đồng hồ tinh xảo, phức tạp và giá trị bậc nhất trong các dòng đồng hồ cao cấp. Qua cấu trúc thiết kế mở, đồng hồ cho phép người đeo có thể chiêm ngưỡng các bộ phận bên trong, truyền tải cảm giác về nghệ thuật và kỹ thuật. Trong bài viết này, đồng hồ The Watch sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về đồng hồ Skelton, cùng với đó là một số mẫu đồng hồ Skelton được xếp hạng đẹp nhất từ trước đến nay. Đồng hồ Skelton là gì? Đồng hồ Skelton là một chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo với cái nhìn rõ ràng hơn về cấu trúc thiết kế cũng như cơ chế hoạt động của bộ máy bên trong tạo nên chuyển động cho đồng hồ. Đối với đồng hồ Skelton, các nhà chế tác sẽ cởi bỏ mặt số và vỏ sau của chiếc đồng hồ để lộ nội thất bên trong. Vì các cầu nối và đĩa quay pallet có tác dụng đỡ và liên kết các chi tiết lại với nhau sẽ che khuất tầm nhìn nên chúng được tối giản hoặc bị khoát những phần không cần thiết để tạo khoảng hở tối đa. Một số bộ phận của vỏ cũng được lược bỏ một cách cẩn thận để lộ ra bộ máy hoạt động bên trong. Các bộ phận sau khi bị khoát sẽ trông giống như một Skelton, nhưng là một Skelton đậm tính nghệ thuật, tựa như các tác phẩm điêu khắc sống động trong một thế giới cơ học thu nhỏ. Tạo ra những chiếc đồng hồ Skelton đòi hỏi về độ tinh xảo, phức tạp và thời gian, vậy nên những người đeo những chiếc đồng hồ lộ thiên này thường có cảm giác tinh tế, sang trọng và giá trị cao. Lịch sử ghi lại, chiếc đồng hồ Skelton đầu tiên xuất hiện vào những năm 1760, được tạo ra bởi một thợ đồng hồ người Pháp tên là André Cherazelet Cazon. Trong khi suy nghĩ về cách tạo ra những chiếc đồng hồ có kiểu dáng độc đáo, ông đã tháo mặt số của một chiếc đồng hồ bỏ túi thời đó để cho phép khách hàng xem các bánh răng và bộ máy bên trong điều khiển đồng hồ. Điều đó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dùng đồng hồ trong những ngày đó về những gì chạy chức năng của đồng hồ. Vì vậy, đã có không ít các nhà sản xuất khác đã tiếp tục vào cuộc. Hầu hết các nhà sản xuất đồng hồ sau đó sản xuất đồng hồ mỏng hơn và đẹp hơn với phong cách độc đáo bằng cách loại bỏ các bộ phận không cần thiết. Tại sao lại nên mua đồng hồ Skelton? Ngày nay, đồng hồ không còn được sử dụng với mục đích chỉ để xem giờ mà còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp cá nhân. Tính thẩm mỹ thiên lịch của đồng hồ Skelton xuyên thấu thu hút người chơi đồng hồ bằng con mắt nghệ thuật và sự khéo léo hoàn hảo. Từ cả mặt trước và mặt sau của đồng hồ, bạn có thể nhìn thấy chuyển động cơ học phức tạp khi bạn đeo đồng hồ Skelton. Điều đó giúp bạn cảm thấy thú vị ngay khi nhìn vào đồng hồ. Một bằng chứng khác về việc đồng hồ Skelton rất đáng để sở hữu là ở cách mọi người đánh giá cao công nghệ chế tác thủ công của nó. Điều này có thể khiến bạn bè và đồng nghiệp của bạn muốn tuyên bố về phong cách và đẳng cấp đằng sau chiếc đồng hồ Skelton trên cổ tay của bạn. Ngay cả đối với các cuộc họp kinh doanh hoặc chính trị chính thức hoặc không chính thức, việc đeo một chiếc đồng hồ Skelton trên cổ tay sẽ tạo ra sự khác biệt tuyệt vời trước đám đông. Nó giống như một biểu tượng của sự thành công riêng. Vì vậy, đối với những người hay chú ý đến khía cạnh thẩm mỹ và kỹ thuật thì một chiếc đồng hồ có mặt số mở vẫn đáng để sở hữu. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm những mẫu đồng hồ lộ máy Skelton tuyệt đẹp này cả nhà nhé! Thank you.
Trực quan về những chiếc đồng hồ Skeleton siêu đẹp, siêu đắt đỏ mà ít người có thể sở hữu được em nó. Thấy video này hay, hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ đồng hồ The Watch các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!